Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài thực hành toán lớp 3. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 6, trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Bài số 1 tính người ta đã đặt sẵn rồi, chúng ta chỉ việc trừ thôi. Chúng ta nhớ là trừ hàng đơn vị trước rồi tới hàng chục, tới hàng trăm. Cái này theo cột chứ không phải theo hàng. Cột đơn vị nè, cột chục nè, cột trăm. 1 ta trừ 7 không được, ta lấy 11. 11 ta trừ 7 là bằng là 4. 4 là trả 1. 2 cộng 1 bằng 3. 4 ta trừ cho 3 là còn 1. 5 trừ 1 còn lại là 4. 422 ta trừ cho 114. 2 ta trừ 4 không được, ta lấy 12. 12 ta trừ 4 là bằng là 8. 8 trả 1. 1 cộng 1 2. 2 trừ 2 là bằng 0. 4 trừ 1 là bằng 3. 4 ta trừ cho 5 không được, ta lấy 14. 14 trừ 5 là còn 9. 9 trả 1. 1 1 2, 6 trừ 2 còn lại là 4. 5 ta trừ cho 2 là bằng 3. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2 tính 7 trừ 3 là bằng là 4. 2 trừ 4 được lấy 10. 12, 12 trừ 4 còn 8. 8 trả 1. 4 1 5, 6 trừ 5 còn 1. 6 ta trừ cho 1 còn là 5. 4 ta trừ cho 5 được, ta lấy 14 trừ 5 còn là 9. 9 trả 1. 2 1 3, 7 trừ 3 là bằng 4. 6 trừ 2 là bằng 4. 1 ta trừ cho 4 được, ta lấy 11 trừ 4 còn 7. 7 trả 1. 3 1 4, 5 trừ 4 còn 1. Bài số 3, bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả là 335 con tem. Trong đó bạn Bình sưu tầm được là 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem? Rồi chúng ta đọc lại cái đề này. Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả là 335 nè. 335 đó, con tem. Trong đó bạn Bình là sưu tầm được là 128. Như vậy là hỏi là bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem? À, bao nhiêu? Giờ ta lấy 335 ta trừ cho 128 thì sẽ ra số con tem bạn Hoa sưu tầm được là ta lấy 335 ta trừ cho 128 bằng là 207 con tem. Đáp số 207 con tem. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Cây cao cao là 748 cm. Cây cao cao hơn cây bưởi là 475 cm. Hỏi là cây bưởi là cao bao nhiêu cm? Rồi chúng ta xem lại cái đề này. Cây cao này thì là 748 cm. Cây cao cao hơn cây bưởi. Hỏi cây bưởi bao nhiêu? Ta lấy số trên ta trừ cho số dưới thì ra sẽ ra cái số cm cây bưởi cao. Số cm cây bưởi cao là ta lấy 748 ta trừ cho 475 bằng 8 ta trừ cho
5 là bằng 3. 7 2 này là cm. Đáp số 273 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.